Tôi Hữu Bộ xin chào luôn cho anh em. Tôi Bộ trưởng Lâm chào luôn cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay mình sẽ nướng một loài cua lạ, cua có tên là cua hoàng hậu. Bạn nghe tên bao giờ chưa? Tôi chưa bạn. Đến bản thân tôi thì lần đầu tiên tôi nghe thấy, tôi thấy lạ nên tôi mua về để anh mình nướng ăn thử. Và anh mình sẽ nướng theo một kiểu đặc biệt, đó chính là nướng với 50.000 que diêm. Giờ kia mình đã mua một con cua hoàng hậu và 50.000 que diêm. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là con cua hoàng hậu mà mình đã mua con ạ. Và 50.000 que diêm, mỗi một hộp này là 10.000 que. Ở đây nhà mình đang có 5 hộp đây rồi, là 50.000 que diêm. Ôi cái con này gai nhìn man ruộn. Man ruộn, nhìn gai nó dài hơn cua hoàng đế các bạn ạ. Nhưng mà loại bé hơn cua hoàng đế, chắc là nhỏ hơn nên là sẽ có tên là cua hoàng hậu. Nhìn không hầm hố bằng cua hoàng đế. Đây này, mấy cái chân của nó đây. Cái gai của nó rất là dài luôn. Đây, ở bên dưới bụng thì vẫn giống kiểu cua hoàng đế. Gai đầu ấy anh ạ. Hả? Gai đầu. Gai nó dài thế này cơ mà. Em nghĩ là có cua hoàng đế, có cua hoàng hậu, chắc có cả cua hoàng tử. Cua công chúa nữa. Đúng rồi. Con là sớt tìm mua lốt để anh em. Em quay cái lưng đây. Bạn này lấy gai này về lấy ốc được ạ. Chắc là được, nó rất là dài luôn các bạn ạ. Đấy. Anh ấy lướng riêng thì từng quay một. Em có thời gian thì em cứ lướng từng quay một để khi nào chín thì em thưởng thức thôi. Nướng bao giờ hết ngày 1.000, 5.000 á. 50.000. 50.000 que diêm. Rồi thế bây giờ có 5 anh em vẫn quẹt gì. Quẹt từng quẹt một ăn. 10.000 que quẹt bao giờ xong. Đó là ngồi đếm. Nhìn dị nhở. Hôm nào nếu mà có cua hoàng tử với cua công chúa anh tìm rồi anh em mình thưởng thức thử. Còn bây giờ anh em mình sẽ phải đem đi bó lại 50.000 que diêm để chuẩn bị nướng thôi. Ô sao diêm của tôi nó đều lại diêm bạn Lâm lại cháo vào đuôi kia. Anh ấy có mỗi hộp anh đều đây. Dạ, yeah, lại chắc loại vàng hay lo xịn nên loại chẳng đấy, ngoài này còn một hộp vàng nữa này. Mỗi anh em một cây ở đây, hơn cây này thành phần anh có. Thế thì cái loại này nó thống nhất thì anh dễ lắm. Thôi tại vì anh nó có một đầu anh dễ làm lắm. Thôi anh cứ khoán rồi đúng không, ai xong trước nghỉ trước. Em giờ ai xong trước phải giúp những người chưa xong nhé. Bạn thôi không quay lướng, bạn quay video tấm cám để tôi làm tấm. Bạn đổ 50.000 que diêm vào muối thau trộn lên để tôi nhặt. Thế anh Lâm là diễn viên chính ở tấm này, anh Bộ diễn viên chính là mẹ cám à? Ô, anh ở trong chuyện tấm cám thì nó đổ sân chứ. À đổ sân à? Thế bây giờ anh em anh tung ra sân. Tung ra sân đi nhỉ. Đơn giản là không mà. Không phải anh ạ. Cái diêm này là diêm an toàn này. Còn cái diêm của anh là diêm thống nhất đúng không ạ? Thống nhất này, nó thống nhất thành một đầu ấy. Cái bộ này nó báo nhau, sao? Còn cái bộ này không báo nhau. Đó, con bồ câu đẹp hơn, con này con rồng đen không ăn thua. Rồi, đơn giản nhanh không? Nhanh không? Anh cứ bó thì anh có, anh em cho ai khoán đi. Khoán rồi mà. Ai xui thì về vào cái cháo đầu đuôi thôi. Vài nhà mình đúng là vài tấm có thật rồi. Thứ nào có gian khổ biết thế nào. Anh chọn màu vàng rồi. Vậy là sau hơn một tiếng anh mình bó diêm thì cuối cùng cũng đã bó xong 50.000 que diêm rồi các bạn ạ. Bên này là cái hậu trường mà anh mình vừa bó xong, hai chanh diêm này còn chưa thèm dậy luôn. Ngồi lâu quá tê chân. Dậy đi, dậy đi. Bên này thì bây giờ anh mình sẽ bọc giấy bạc để anh mình chuẩn bị đem đi nướng thôi. Không biết có bọc lối không nữa các bạn ạ, bởi vì gai của con cua này nó rất là nhọn, sợ đâm thủng hết giấy bạc. Nhiều vẫn được anh. Thế mình bọc 5-10 lớp vào. 5-10 lớp thì thúng mà. Ủa thôi anh em ngoan đầu em về em đi học đây. Thế thôi á. Thôi. Thế thôi bọn anh cố gắng để lại cho em cũng bỏ. Quá trình tuấn mồm rồi. Thôi việc đi học thì cứ đi học thôi. Chào tất cả các bạn nha. Goodbye. Mạnh phải đi học, sát giờ đi học rồi chứ anh em mình chưa nướng được nên là Mạnh phải đi về. Tối nhỉ. Mọc này nhìn to hơn. Cầm con này nấu hết tay. Cố nhỉ. Anh cố mà. Anh lựa là. Anh ép mạnh vào, ép như này. Chỉ có tay đấy.
Em tưởng tay anh, tay da da dày lắm. Chắc chắn luôn. Hết hàng quận luôn. Lưng như lưng, trứng như ngoại. Cá dày ở đây. Tôi nghĩ thế là có lẽ, nhưng mình cho ra để nướng đi. Quá đẹp. Wow. Bạn ơi cẩn thận. Ui, tắt rồi bạn. Bạn ơi, tôi sợ nó phải bùng to nó mùi lắm, thì tôi chạy được nhanh. Anh em mình nướng thì mình ngửi thấy mùi tôm cua cá rồi, bây giờ anh em mình sẽ bỏ ra để thưởng thức luôn thôi. Mùi tôm cua cá này mùi cặp cặp này. Đó, cái kéo ấy nó dạng đấy. Anh nghĩ là cháy mất cả vỏ rồi đấy. Tôm cua cá thì cua gà bầu hiêu mày. Gà thì đi bắt em ạ. Có bóc ra thử không nào. Đây như mình chuẩn bị một bát muối ớt. Mà đây ớt này lại là ớt Nghệ An ấy, thơm lắm. Ớt xanh. Ngửi thuốc là cay à. Tôi đẩy để chấm phê, phê cả mùi tạp. Úi dồi ôi. Úi dồi. Bên trong mấy cái này bị thủng ra là cũng bị đen luôn. Mấy cái gai này. Anh cứ cần em tỉa gai trước khi về thưởng thức ông. Tỉa gai. Gai sợ gai sắc quá. Úi dồi. Bỏ ra. Mời các bạn này. Cảm ơn các bạn. Anh có thấy mùi diêm không? Không, anh thấy mùi thơm của cua ngọc. Mùi diêm, chắc là thấy mùi diêm. Mùi diêm là vừa nãy thôi. Rai sọc đau cho đây. Ăn cua nướng này nó ngon hơn cua hấp hay sao ấy, thơm thơm chứ. Rai, rai. Cũng cần cẩn thận là rách tay. Đây, đỏ cho đây. Đỏ hơn cả hoàng đế. Ừ, chấm ăn thử xem nào. Mình mời các bạn này. Mời các bạn này. Để ăn cua hàng hậu ở dưới. Quá à? Cay quá. Vừa mùi thơm của ớt và vừa vị ngọt ngọt của thịt. Nhưng mà chắc là tại vì anh em mình nướng cho nên là nó cảm giác nó không có nhiều nước như là lúc mà anh em hấp. Anh chỉ thấy vị cay ở phía. Ôi trời. Bài qua chắc cho nhiều ớt quá. Không phải ớt này nó cay ấy. Mời tất cả các bạn nha. Ôi trời, mắc thơm. Có mùi vẫn có một chút mùi của nở ấy ạ. Mùi nướng. Cay quá. Cay quá nhưng vẫn phải làm thêm miếng ớt nữa cho cay hẳn đi. Anh thấy ăn kiểu ăn cua hấp này, à ăn cua hấp. Còn em bở luôn cái càng với cả cái mai ra luôn xem có gì không nào. Cho nó ra luôn. Bạn cắt cái càng ra, xem cái càng nhìn thế xem nó có gì không. Trứng à? À quên cái mai này, tí để cho mạnh anh lên, thưa thôi. Đây mới mình có ra gì nhỉ, trứng à? Ra có cái gì này? Ra mai. Ra mai. Đau rồi, đau quá. Thơm rồi. Thơm. Rèm, dai dai ngon lắm.
Kiểu như cái mình con này cũng không có cái gì ấy. Mình con này chắc không có. Hoàng hậu mà chả chịu chăm chút gì cả. Giá neo, hoàng hậu giá neo. Mình cho mọi người. Hoàng hậu toàn tầm ghim mà. Đấy, tiến anh cho này. Càng. Đây. Đây này có bạn. Càng đầy thịt. Bạn ơi, ở trong này có thịt đấy. Càng quá nhiều thịt luôn. Ui trời. Cắn phê không? Ngập mồm ra. Ngập mồm ra. Anh em ăn đi. Anh vừa chút thịt rồi. Ui, cày quá giờ, tế cả nữa. Đây, trong này có thịt của nó ấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức từ cái món cua hoàng hậu này các bạn ạ. Ok, cảm ơn. Bên đây có mùi khét khét mùi khói. Ngoài đây mùi nướng mà. Thơm mà, vị của nướng. Mình mời tất cả mọi người nhá. Uầy, thả cháy cả nước miếng rồi. Tấm mới ngon đấy. Sao ạ? Bạn phải kém ớt nó cho cây hẳn đi. Nó có hơi hơi của cái mùi khói. Ăn thì cái thơm. Cổ quyện mà. Thêm mùi đi. Cái mùi nướng kiểu này luôn. Thế đằng sau cái nướng kiểu này. Ngon thơm. Nhưng mà nhặt diêm hơi lâu ấy, lần sau anh mua diêm thống nhất đấy. Anh báo bộ ở giúp Kinh Nguyệt rồi. Kinh Nguyệt lần sau. Cái gì Kinh Nguyệt anh? Cái này giống kiểu như con cua hoàng đế. Hoàng hậu nhỏ hơn này. À đây có thịt đây. Đây cũng có thịt luôn. Trong cái chỗ bụng này của nó cũng có thịt các bạn ạ. Cái này hôm nào mua thêm cua hoàng con. Hoàng tử. Công chúa nữa. Mua cả gia đình người ta ăn luôn bạn ạ. Ngon. Uầy. Vãi trưởng. Ê sao con này có dâu của cáng này. À lông. Lông của cáng. Thì thế này tôi mang lại về xong tôi ghét thằng nào bắt nạt tôi đặt lốp xe nó hình sắc nó lại như hơn cả gai nhí mất không thể tiến đi đâu được gọi là cầm đâu tay thằng nào cũng có tiền luôn nhưng mà thua này em thấy cả bực mình anh ạ. Sao bực mình ăn cứ phải nhúm không như trước ăn toàn khổng lồ ăn toàn giấm vui to rồi. Nhưng mà cái thể loại này là cũng thuộc dạng khổng lồ rồi, so với những con cua khác là khổng lồ rồi. À đây anh đang so sánh với cua đồng đúng không? Thế thì đúng thật là khổng lồ ấy ạ. Ô này cua biển đi. Và công nhận là anh em mình nướng kiểu này ăn nạ mồm thật. Em càng ăn em càng ngửi cái mùi khét khét. Chắc nó chính là vỏ. Cay quá. Chờ. Anh chỉ có một điều ước thôi. Ước? Anh ước đi anh. Ước có thêm hai con nữa ăn cho nó đã. Trời, anh cảm thấy nó chưa đã anh. À, em nhớ không? Cái hàng nó luôn. Hay ra cái hang mà cho anh mình đi tìm ấy. Ra hàng đấy khi ôi. Có lại có. À. Kiểu như là chuột đào lại quá. Kiểu như là bị đào rồi xong rồi quay lại đào lại hang ấy. Biết đâu bất ngờ anh ạ. Anh em mình chỉ gọi thưởng thức cho biết thôi. Ăn thế lại thừa chất thì lại một tháng nó không ăn đồ cua đồ biển thì mệt lắm. Thôi à, nhà mình ăn nước đi, mỗi nhà mình nước. Thì ngon quá. Ăn đem bây giờ phải mắt răng đi gai xem. Ăn này lạ ngon. Ăn thòm ăn thèm mà lại. Bà này thôi hết rồi thôi. Thôi mút ạ. Tôi để đi mua con khác nhỉ? Ok, mua thêm. Thôi để em đi mua nhỉ. Anh chị mình đã đánh chén xong con cua nướng bằng 50.000 que diêm rồi con ạ. Thật sự là một con cua này cũng rất là nhỏ, chỉ có hơn 1 cân thôi. Ăn gọi là thòm thèm một chút thôi, để lần sau anh em mình còn tiếp tục mua để ăn nữa. Chứ mà ăn nhiều quá xong cảm giác kiểu bị ngấy. Em sợ anh mình sẽ không ăn được thêm cái gì. Và bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn